Làm thế nào mà anh chị chuyển từ cái mối quan hệ là friend zone, có nghĩa là tình bạn, để chuyển sang một cái bước là thân thiết hơn? Ok, mỗi lần gặp anh Ly á, là mình bắt đầu mình càng ngày mình nói chuyện thêm về kịch bản, về phim. Ảnh thì rất là mê xem phim, mê về chi tiết á, cái cách làm phim. Và Cathy thì lúc đó đang viết kịch bản nên đôi khi mình sẽ đối mặt với mình nên như vậy hay là mình nên nhân vật nó sẽ như thế nào, thì ảnh rất là thích nghe về cái việc phát triển và xây dựng kịch bản á. Thì mình hay bàn với nhau. Ảnh thì ngược lại cũng đang trải qua những cái mối quan hệ á, thì ảnh cũng thất tình nên ảnh cũng cần sự Cần hướng dẫn á, an ủi, ăn ủi, không phải ăn ủi đâu, ảnh cần sự tư vấn. tư vấn tình cảm, Đúng rồi, nên mà chỉ Cathy là hay giúp tư counselor. đúng rồi Cathy hay giúp cho ảnh. Mỗi lần ảnh bị ảnh không cua được một cô nào đó thì ảnh mới quay lại anh hỏi ý kiến, thì Cathy mới tư vấn. Ủa anh, kỳ vậy? She Sao was my love advisor. anh không hỏi một anh nào khác, một anh bạn nào khác để tư vấn, mà anh hỏi ngay đúng cái cô mà kiểu giống như mình cũng có ấn tượng và mình cũng đang mê cổ. Lúc đó là bạn, tại vì lúc đó là Cathy cũng đang trong relationship khác rồi nên Nên anh anh rất cũng thấy nói anh chuyện cũng với khác, anh Kat. cũng rất là lịch sự, anh lịch sự lắm But then và thấy nói chuyện với Kat thì nó it was comfortable, thoải mái. thoải mái. Anh chia sẻ hết mấy chuyện mấy cô bồ cũ Oh của anh yeah. cho cổ luôn nghe. Yeah, yeah. Cái gì cũng biết Rồi cổ tư vấn tốt không? yeah, yeah, Tư vấn yeah. tốt đến nỗi mà bây giờ ảnh vẫn độc thân á, nên lúc đó mới nhảy vào vô. Nói giỡn thôi nhưng Nhưng mà càng ngày thì đến khi nào anh mới bắt đầu có tình cảm với lại Cathy? năm sáu năm Nhưng mà ai là người mở lời chứ? Nó thật ra lúc đó là nó đến một cái cách tự nhiên, tại vì lúc đó là Đó với chị cũng đang độc thân. Cathy đang độc thân Same, và yeah. ảnh cũng đang độc thân. And then bạn bè mình xung quanh. Đúng rồi, những bạn bè hay giỡn đùa, nhưng mà là những bạn của ảnh thì hay giỡn đùa và nói là ê, Cathy có một người để giới thiệu qua nè, ảnh rất là đẹp trai, ảnh rất là thành công, ảnh rất là đàng hoàng, ảnh tên là Lee. Nói chung cái bạn bè xung quanh mình đã thấy là Lee với Kathy Hợp nhau. Hợp hợp nhau. hợp rất hợp. Nhưng mà lúc đó là Lee với Cathy sợ, tại vì mình đang là mình là bạn thân nên mình không có muốn làm gì mà để làm hư Ảnh hưởng làm hư ảnh hưởng đến cái cái tình quan bạn. hệ rồi. Nên nhưng mà những bạn của ảnh thì giỡn đùa với Cathy là ô anh Lee đang đang thích kìa, còn những bạn cũng ngược lại quay lại ảnh và nói là ô Cathy đang 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 hỏi tò mò về ảnh kìa, nên làm cho Lee với Cathy có sự tò mò, nhưng mà bạn bè đang sắp xếp xung quanh.